Caritas Hà Nội khai trương phòng tư vấn sức khỏe. Sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 4 năm 2023, Caritas Hà Nội đã khai trương phòng tư vấn sức khỏe nhằm mục đích hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu của các bệnh nhân trước khi đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện trong thành phố Hà Nội. Trong ngày khai trương có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, cha Tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, cha Gioan Bautista Nguyễn Văn Quang, trưởng ban bác ái xã hội Caritas Hà Nội, quý cha, quý sơ và các bác sĩ đến từ các bệnh viện và một số phòng khám đa khoa tại Hà Nội. Sau hơn một giờ thăm và khám cho một số bệnh nhân nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn, các bác sĩ đã cùng quý cha, quý sơ, quý khách cùng quy tụ trong văn phòng để tham dự nghi thức thánh hóa và chúc lành cho những người phục vụ cũng như các thiết bị y tế thiết yếu của văn phòng. Đức Tổng Giám mục Giuse cũng bày tỏ niềm vui vì đã thực hiện được nguyện vọng này bởi sự cộng tác của nhiều người, đặc biệt là sự cộng tác quảng đại của các bác sĩ và quý vị ân nhân. Kết thúc nghi thức, Đức Tổng Giám mục Giuse cũng dành thời gian để chia sẻ và trao đổi với mọi người đang hiện diện. Ước mong việc thiết lập văn phòng tư vấn sức khỏe sẽ mang lại nhiều hữu ích và giúp cho các bệnh nhân giảm bớt được những khó khăn trong việc khám chữa bệnh, nhất là đối với những bệnh nhân nghèo khó.